Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta bước vào nhà của Chúa, chúng ta tới thời giờ, thời điểm mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa và tôi tớ của Ngài. Sư Ngô Tấn Sĩ. Hallelujah. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì gần 2 năm thì thần linh của Chúa cho tôi có cơ hội trở lại với vùng phía Nam Cali ở Orange County này. Và tôi thường đến Mỹ không phải để đi du lịch, mà tôi thường đến Mỹ để ban phát lời của Đức Chúa Trời cho những tấm lòng khát khao Chúa và đặc biệt cho hội thánh của Chúa tại đây, hội thánh Việt Lai Hào, cũng là một hội thánh mà giống như nhà gia đình của chính tôi. Và tôi cảm ơn Chúa vì tôi được biết cách đây 3 tuần lễ, gần 1 tháng thì hội thánh của Chúa đã có cái buổi lễ giống như là bổ nhiệm chức vụ 3 mục sư trẻ của hội thánh của Chúa ở đây. Và cũng có những điều rất là đặc biệt. Ngay cả tôi thì hội thánh Foursquare Thế Giới cũng đã cấp cho một cái chứng chỉ hay là một cái giấy thừa nhận tôi là một mục sư quốc tế của hội thánh Foursquare Thế Giới. Và tôi cũng làm vui mừng vì không phải cái tờ giấy đó nói lên tôi là người như thế nào. Nhưng mà tôi muốn nói một điều, đó là chúng ta cùng cái tổ chức có tên là Tứ Diện, và chúng ta cùng là anh em với nhau, chúng ta cùng làm việc chung với nhau, và chúng ta cùng xây dựng vương quốc với nhau. Amen. Và tôi yêu hội thánh tại đây như yêu hội thánh Chúa giao cho tôi tại Việt Nam. Dù 2 năm tôi vắng bóng, tôi không xuất hiện ở tại Orange County này, nhưng tất cả những diễn biến trong hội thánh Đức Thánh Linh đều cho tôi biết. Tôi muốn nói điều đó để cho ông bà mục sư cùng 3 tôi tớ của Chúa phụ tá cho chức vụ của tôi tớ của Chúa trong hội thánh biết, đó là linh của tôi vẫn ở cùng với hội thánh. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Tôi lặp lại rằng thân tôi tuy cách gần 2 năm qua, nhưng tấm lòng của tôi không cách xa với hội thánh của Chúa. Vì cái đó mà tôi yêu hội thánh. Và lần này cũng là một cơ hội rất đặc biệt cho tôi. Trước khi nghe lời Chúa, tôi muốn làm chứng một chút. Đó là cách đây hơn 1 tháng thì tôi đã được Đức Thánh Linh thúc đẩy vào kỳ kiêng cầu nguyện 40 ngày. Và tôi đã vâng lời Chúa dù thật là khó chịu đối với tôi. Xác thịt của tôi chỉ muốn ăn ngủ, thế thôi. Nhưng mà Chúa Thánh Linh bảo tôi rằng hãy bước vào kiêng ăn 40 ngày. Và thực sự tôi đã vâng lời Chúa thắng hơn sự ham muốn của xác thịt. Và Thánh Linh của Chúa đã dẫn tôi trong 40 ngày rất đặc biệt. Tôi đã thấy Chúa trong sự vinh quang của Ngài. Tôi đã thấy Chúa xuất hiện trong sự mặc khải rất lạ lùng. Những sứ điệp, những điều Chúa bảo tôi phải giảng, những điều Chúa bày tỏ cho tôi về hội thánh, về hội thánh của thế giới, hội thánh của Chúa tại Việt Nam, cũng như những điều mà tôi đến Mỹ tôi cần phải giảng như thế nào. Và trong 40 ngày đó tôi có cầu nguyện với Chúa, đó là những cánh cửa đã từng đóng lại với chức vụ của tôi phải mở ra để tôi được giảng tin lành về tình yêu và quyền năng của Chúa Giê-xu cho những nơi đó. Những cửa tù phải mở ra, những trường đại học phải mở ra, những trường cấp 3 phải mở ra, và những nơi nào khó khăn nhất mở ra. Và cảm ơn Chúa, trong lúc đó thì tôi bước vào ngày thứ 30 rồi. Thì rất là bất ngờ, đó là bà mục sư Tường Vân, vợ của mục sư Hữu, gửi cho một cái tin nhắn. Đó là chừng nào mục sư đến Orange County. Tôi nói với Chúa, tôi nói, Chúa, điều gì xảy ra? Vì chúng ta biết rồi, ông bà mục sư ở đây cũng biết rồi, tôi đến Mỹ lần đầu tiên vào 2008. Như vậy đến ngày hôm nay là 11 năm phải không ạ? Và tôi với ông bà mục sư Hữu cũng biết nhau rất là nhiều. Trong các kỳ đại hội tại Houston, thì mục sư cũng biết tôi ở đó. Nhưng mà tôi chưa bao giờ được có cơ hội đến đó để giảng lời của Đức Chúa Trời cả.
Nhưng trong kỳ kỳ ăn đó, Chúa bắt đầu mở cửa ra. Và thật sự tôi đã nhận lời. Lần thứ nhất chỉ là giảng cho hội thánh thôi. Nhưng sau gần 2 tuần lễ, thì bà mục sư tiếp tục gửi cho tôi một cái tin nhắn, đó là mời giảng cho tối thứ 6 cho các bạn thanh niên. Tiếng Anh và có người sẽ thông dịch. Và thứ 7 dành cho người lớn tiếng Việt. Và tôi đã cầu nguyện với Chúa, tôi không nhận lời liền, tôi vẫn cầu nguyện với Chúa vì tôi là một tôi tớ của Chúa và tôi muốn đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Tôi không làm theo những điều gì cảm tính của tôi. Tôi không làm theo ý riêng của tôi. Và cảm ơn Chúa, ba lần vừa rồi tôi đến hội thánh của Chúa tại Lời Sống, tối thứ 6 các bạn trẻ cũng được Thánh Linh của Chúa thăm viếng. Tối hôm qua những người lớn cũng được Thánh Linh của Chúa thăm viếng. Và buổi sáng nay tại hội thánh của Chúa, Đức Thánh Linh cùng chúng tôi tiếp tục đụng chạm, thăm viếng. Và chính tôi là người được phước, bởi vì tôi đi trong ý muốn của Ngài. Dù rằng tôi chưa ngủ được, nhưng mà vì cớ yêu hội thánh, khi mục sư ngỏ lời, tôi nhận ngay cái lời để giảng đến hội thánh của Chúa. Bởi vì nếu tôi không nói, thì lửa như đốt cháy trong tấm lòng của tôi. Vì tôi đến với phía Nam Cali này, tôi có lời của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai, tôi muốn nói để chúng ta chào đón cái sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Ngài đã và đang chuẩn bị sự thăm viếng một cách đặc biệt cho hội thánh và cho những người nào ở tại cái phía Nam Cali này. Tôi có bằng chứng cho điều này. Đó là chúng ta là những người sống tại vùng này. Có bao giờ chúng ta thấy vào mùa này mà đồi núi xanh không? Không bao giờ có. Và mùa này là vàng phải không ạ? Các đồi núi trơ trọi phải không? Cỏ vàng rực hết, khô hết. Chỉ cần một tàn thuốc thôi thì sẽ gây ra nạn cháy rừng. Có phải không? Chỉ cần một cái chai mà người đi đường uống quăng ra ngoài và ánh nắng mặt trời tạo ra tia khúc xạ sẽ làm cháy rừng, phải không ạ? Những ngày hôm qua khi tôi quyết định đi ra khỏi nhà vì tôi không muốn ngủ buổi trưa, và Đức Thánh bắt đầu cho tôi nhìn thấy, wow, tất cả các đồi núi phủ một màu xanh rất đẹp. Và những đỉnh núi cao thì có tuyết ở đó. Và Chúa nói, tôi, con học được bài học gì sĩ? Và tôi đã nhận được sự dạy dỗ từ nơi Đức Thánh Linh. Nếu không có mưa, đồi núi sẽ tiếp tục trơ trọi, phải không ạ? Nếu không có mưa, không có một màu xanh đầy dẫy sự sống cho lá cây và muôn loài vạn vật ở dưới trời này, ở tại vùng này. Và mưa đó là hình ảnh của Đức Thánh Linh. Nếu hội thánh không khao khát Đức Thánh Linh, nếu hội thánh không được Thánh Linh của Chúa đổ xuống, thăm viếng, thanh tẩy, thánh hóa, thì tôi nói rằng hội thánh vẫn là hội thánh, nhà thờ vẫn là nhà thờ, nhưng tất cả sẽ là trơ trọi. Đời sống của chúng ta cá nhân cũng vậy. Nếu không được Thánh Linh của Chúa đổ xuống như mưa, Ngài thăm viếng chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ khô hạn, amen, và tiếp tục trơ trọi, cô đơn, buồn thảm, mệt mỏi. Việc đi nhà thờ không đủ thẩm quyền để nói rằng chúng ta là người đắc thắng. Nhưng một người đi nhà thờ mà được Thánh Linh của Chúa thăm viếng, người đó sẽ thay đổi. Amen. Và từ đời này qua đời kia, từ ngày hôm qua cho đến đời đời, Đức Thánh Linh vẫn y nguyên. Ngài vẫn là Chúa quyền năng, hallelujah. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời làm những dấu kỳ và phép lạ. Cho nên hội thánh của Chúa tại đây nói riêng, con cái Chúa tại đây nói riêng, và những người nghe điều tôi nói buổi chiều nay, hãy có lòng khao khát Chúa. David đã từng gào lên rằng, linh hồn tôi trông đợi Chúa,
như đất khô khan chờ đợi mưa vậy. Chiều nay bao nhiêu người đến đây và linh hồn của chúng ta thật sự trông đợi Chúa, trông đợi sự thăm viếng của Ngài, trông đợi sự đụng chạm của Ngài, trông đợi sự tác động của Ngài, để chúng ta không còn sống trong khô hạn nữa. Amen. Amen. Đừng đến đây với sự mệt mỏi rồi ra về với sự mỏi mệt. Đừng đến đây với những điều chán chường rồi ra về cũng với cảm giác như vậy. Đừng đến đây với một con người nặng trĩu, với gánh nặng của tội lỗi, và ra về cũng mang trên con người của mình gánh nặng đó. Uổng lắm quý ba anh chị em ơi. Hallelujah. Vì chiều nay chúng ta đến đây không phải để coi football. Chúng ta đến đây không coi diễn kịch. Tôi không đóng kịch để trình diễn cho Hội Thánh. Nhưng tôi đem sự diện của Chúa đến đây. Amen. Tôi đem lời của Đức Chúa Trời đến đây. Và điều quan trọng đó là chúng ta có làm theo lời của Chúa hay không thôi. Lời của Chúa vẫn còn vang vọng đó. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, mở cửa cho. Và Chúa có lời hứa, ta sẽ vào cùng người đó. Amen. Chúa nói Ngài sẽ vào cùng cá nhân của mỗi đời sống của chúng ta. Tại sao ta đi nhà thờ mà đời sống ta vẫn buồn chán? Tại sao ta đi nhà thờ, chúng ta là người theo Chúa Giê-xu, ai hàng xóm cũng biết, bà con ta đều biết chúng ta là người của tin lành. Nhưng mà đời sống của chúng ta biết lấy. Chúng ta biết mình đang sống trong những điều giả dối, những điều không chân thật, những điều mệt mỏi. Tội lỗi vẫn còn cột chặt đời sống của chúng ta, phải không? Đừng đi với Chúa kiểu như vậy nữa. Nhưng hãy giải quyết tình trạng yếu đuối của chúng ta với Chúa, để được Ngài tha thứ, để được Ngài ban phước, để được Ngài yên ủi, để được Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Hallelujah. Và chiều nay chúng ta có tờ chương trình và chủ đề trong sứ điệp mà tôi sẽ chia sẻ lời của Chúa chiều hôm nay với hội thánh của Chúa, đó là giá trị thật của đức tin. Chúng ta dở nhanh đến với câu kinh thánh trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 18 đến câu thứ 20. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 18 đến câu 20. Xin mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên để bày tỏ sự tôn trọng, tôn cao lời của Đức Chúa Trời. Có bài hát mà tôi những ngày qua rất là thích, và trung tâm của Chúa tại Việt Nam, những hội thánh mà tôi hầu việc Chúa khi tôi tập bài hát này, và từ sáng sớm tôi được nghe các học trò tôi đã hát cái bài, đó là Chúa của con muôn đời uy nguyên, lời Ngài không đổi dời. Chúa của con muôn đời uy nguyên, Ngài không đổi thay. Amen. Và lời của Chúa chiều hôm nay dạy chúng ta, tôi xin đọc lời của Chúa bắt đầu từ câu 18 của đoạn 1 Timôthê nhất. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Câu 19, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Xin mời chúng ta cùng hiệp một và tôi xin cầu nguyện. Lạy Đức Thánh Linh, con biết rằng Ngài đang ở giữa vòng chúng con. Và con biết rằng Ngài đang ở trong lòng và ở với hết thảy chúng con là những con người đã tin Chúa Giê-xu chết định tội cho chúng con. Đã tin Chúa Giê-xu đã chịu bao nhiêu điều trong sự thương khó, để tội lỗi, để bệnh tật, để sự rủa xả bị bẻ gãy đi cuộc đời của chúng con. Và Ngài đã sống lại từ trong người chết để chúng con được xưng công chính trước mặt Ngài. Và Ngài đã thăng thiên về trời để rồi Cha nhân danh Ngài mà đổ Thánh Linh đến trên mỗi đời sống của chúng con. Và Ngài là thần lẽ thật.
xin dẫn hội thánh, dẫn hết thảy từ người lớn tuổi nhất cho đến người nhỏ tuổi nhất chiều hôm nay trong hội thánh của Ngài đi vào ba câu kinh thánh này để mỗi một chúng con thấy giá trị thật của đức tin. Xin cho chúng con nghe lời của Chúa mà run chiều hôm nay Chúa ơi. Cho chúng con ngồi nghe lời của Chúa và suy xét về đức tin của chúng con, để chúng con không coi thường về đức tin mà Chúa đã từng ban cho đời sống của chúng con nữa, nhưng chúng con sẽ là những con người cầm giữ đức tin với một lương tâm trong sạch, để đức tin của chúng con không bị chìm đắm, để đức tin của chúng con không như chiếc thuyền bị đắm ở buồn lầy mà không đi được. Chúa ơi, Chúa ơi, có cầu nguyện Thánh Linh xin giúp đỡ chúng con, xin Vua giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, xin mở tấm lòng, mở đôi tai và mở tâm trí của chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa như đáng cần phải hiểu. Chiều hôm nay chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin rộng kính mời hội thánh chúng ta đồng an toàn. Và tôi xin nhắc lại cái chủ đề chiều nay chúng ta đến để nghe lời của Chúa, đó là giá trị thật của đức tin. Trong 40 ngày tìm kiếm Chúa của tôi, Đức Thánh Linh đến ban cho tôi một lời tri thức. Và đây cũng là lời tiên tri cho hội thánh toàn cầu và cho hội thánh của người Việt Nam và cho mỗi chúng ta chiều nay nói riêng. Chúa nói với tôi rằng sẽ có một làn sóng phục hưng mới, mà không phải đó là làn sóng phục hưng về phép lạ, dấu kỳ, chữa lành. Vì có những cơn phục hưng đã bùng nổ trên khắp thế giới ngày hôm nay. Và tôi là một người rất thích nghiên cứu về đề tài phục hưng. Trên tôi đọc rất nhiều sách phục hưng. Tôi nghiên cứu về sự phục hưng. Và tôi cũng được biết những tôi tớ của Chúa đầy ơn trong phong trào phục hưng. Thế giới đã xảy ra làn sóng thứ nhất, đó là sự phục hưng để chinh phục những linh hồn hư mất. Nếu chúng ta lui lại với nước Mỹ mấy chục năm về trước, dưới chức vụ của mục sư tấn sĩ Billy Graham, tôi thấy của Chúa vĩ đại đã về ở cùng cha rồi. Nhưng nếu chúng ta lui lại bằng những thước phim vẫn còn đó, đó là Chúa đã dùng những buổi truyền giảng của tấn sĩ Billy Graham tại Mỹ này, đó là hàng ngàn người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Và tôi coi những cái bộ phim đó, chính tôi là người tan vỡ rất nhiều. Bởi vì mắt của mình thấy hàng ngàn người chạy lên, chứ không đi tàn tàn lên để tin nhận Chúa. Họ chạy từ những khán đài, từ những cái chỗ ngồi trên sân vận động để chạy lên, đứng vào hàng ngũ của những con người hạ lòng xuống và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là làn sóng thứ nhất. Làn sóng thứ nhì trong sự phục hưng, đó là Chúa bắt đầu bày tỏ quyền năng của Ngài qua những dấu kỳ, qua sự chữa lành, qua những ca đuổi quỷ, qua những điều rất là kỳ diệu, người chết sống lại. Amen. Tại Mỹ, ở tại Florida cách đây khoảng 6 năm về trước, một mục sư được cứu từ băng đảng. Và ông ta được ơn trong sự giảng dạy của Chúa và hướng dẫn thờ phượng. Khi tôi định đến đó thì một cái điều buồn nó xảy ra. Nhưng điều tôi muốn nói đó là qua chức vụ của tôi tới Chúa tại Florida, đó là những người bạn của tôi đến dự đó, họ đã chứng kiến đó là những cục bướu. Những bệnh nhân có những cục bướu rất là to, có những khối u rất là to, đi vào cái buổi truyền giảng đó, trong sự thờ phượng, những cục bướu đó đã rớt xuống. Wow! Ngày nay tại Nam Phi, tại Bắc Phi, chúng ta biết mục sư TB Joshua phải không? Wow! Đó là sự phục hưng về những dấu kỳ phép lạ. Amen! Và gần đây cũng tại Châu Phi, tôi ngợi khen Chúa vì đất nước Châu Phi đa phần sống trong sự rủa xả. Và mục sư Lukau, ông ta đã cầu nguyện một người chết đã sống lại, và chức vụ của ông hơn 10 người đã từ kẻ chết sống lại. Vào cơn phục hưng thứ ba,
đang diễn ra tại Indonesia hơn 10 năm trôi qua. Đó là sự phục hưng về sự thờ phượng. Hội thánh thờ phượng như thác đổ. Đó là sự phục hưng của làn sóng thứ ba. Và chúng tôi rằng sẽ có một làn sóng thứ tư. Và làn sóng này khiến tay của Chúa mạnh mẽ hơn. Đó là làn sóng phục hưng về đức tin. Amen. Vì đức tin của tôi và anh em rất là quan trọng. Đức tin là chìa khóa để đem Chúa đến gần với chúng ta. Chúa ngự hay không ngự trong đời sống này cũng bởi đức tin. Lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nhậm hay không nhậm cũng bởi đức tin. Xin hội thánh đừng quá yên lặng như thế này. Tôi không biết rằng chúng ta còn sống không. Chúa Giêsu nói rằng mọi điều các ngươi xin lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho ngươi. Tại sao con cái của Chúa cầu nguyện mà không thấy câu trả lời? Và bắt đầu đổ tội cho Chúa, bắt đầu cay đắng Chúa. Nhưng chúng ta không đủ bình tĩnh để nhìn lại tại sao lời cầu nguyện của chính mình không được Đức Chúa Trời nhầm. Bởi vì chúng ta không có đức tin. Amen. Và Chúa Giêsu chỉ cho tôi, chức vụ của ta đã đem sự phục hưng, đức tin đến cho dân Do Thái. Malachi là sách cuối cùng của Cựu Ước. Và Malachi và Tân Ước, tất cả chúng ta học Kinh Thánh kỹ, thì từ Malachi đến Matthew, các học giả Kinh Thánh tin rằng có 450 năm đến 500 năm yên lặng, Đức Chúa Trời không làm một phép lạ nào, Đức Chúa Trời không nhầm một lời cầu nguyện nào của dân sự Ngài. Amen. Và khi Ngài Giáng sinh làm người, Ngài lớn lên và đôi chân của Chúa có thấy Giê-xu đi trên đất nước Do Thái. Và chúng ta thấy có những người bị bệnh tật. Một người phụ nữ bị bệnh rong huyết. Tôi nghĩ rằng bà rất giàu có, cho nên Kinh Thánh kỹ thuật rằng bà đã khốn khổ trong tay của nhiều thầy thuốc, đúng không ạ? Nhưng bệnh không thấy bớt gì, nhưng lại nặng hơn thì có. Nhưng ngày hôm đó bà quyết định, khi Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố của bà quyết định đi ra khỏi nhà. Và ta biết theo luật Môi-se, bà là người bị ô uế. Theo luật pháp Môi-se, khi một người xin lỗi đến ngày của phụ nữ, người phụ nữ ngồi ở đâu, nếu một người nào đó ngồi lên chỗ đó thì người vừa ngồi lên đó bị kể là ô uế. Theo luật pháp Môi-se. Và người phụ nữ bị trong huyết này, bà vượt lên trên sự mặc cảm vì bệnh tật. Amen. Bà vượt lên trên cái luật pháp của Môi-se. Amen. Đó là không cho phép bà ra khỏi nhà. Vì bà đụng đến người nào, người đó bị ô uế. Amen. Amen. Nhưng bà nghĩ rằng bà đã quá khốn khổ rồi, bà có một đức tin. Đó là bà lẻn vào đoàn chân đông. Và chúng ta nên nhớ rằng không phải bà đi một cách ngang nhiên vào đoàn chân đông đâu. Bà bị chèn ép giữa đoàn chân đông. Amen. Có những cánh tay khác đã đẩy bà ngã xuống. Và bà phải rất là trả giá. Bà phải cố gắng để rơ tay chạm đến trong áo của Chúa. Và thực sự khi bà chạm đến trong áo của Chúa, lập tức Chúa Giêsu biết có quyền năng từ Ngài đi ra. Và bà được chữa lành ngay lập tức. Sau đó bà hốt hoảng. Tôi kể nhanh. Chúa Giêsu nói gì? Hỡi con gái, đừng sợ. Đức tin của con đã chữa lành con. Con cái Chúa ngày hôm nay khi gặp nan đề, điều mà tôi không thích đó là chúng ta hay nhờ vả con người lắm. Chúng ta nhờ người khác cầu nguyện cho chính mình mà chính mình không có đức tin. Cho nên tôi cứ nhìn thấy con cái Chúa, tại sao hết cái bất hạnh này đến cái bất hạnh khác, hết cái sự khổ này đến sự khổ khổ khác, hết cái sự thất bại này đến cái sự đau khổ khác, hết sự mất phước này đến chỗ mất phước khác. Bởi vì chúng ta không hề hay biết đức tin nó có giá trị thật của nó. Cho tôi nghe chữ Amen. Và chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài là sứ giả phục hưng, Ngài đem sự phục hưng về lĩnh vực đức tin cho dân Do Thái. Chiều hôm nay Chúa nói tôi rằng có nhiều người đến hội thánh nhưng không có đức tin.
Tôi nhân danh Chúa Giêsu và nói lại cái lời này. Có nhiều người đến với hội thánh chiều hôm nay nhưng không có đức tin. Và khi chúng ta không có đức tin thì đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta nhận lãnh được điều gì từ nơi Chúa. Hallelujah. Khi chúng ta không có đức tin, Hebrews 1 câu 6 nói gì? Và không có đức tin thì chẳng có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Ở tại Việt Nam, khi mà không có đức tin rồi á, dễ lắm, vợ chồng bàn nhau lấy giấy tờ nhà đặt vào ngân hàng, rút tiền ra. Ở Việt Nam, còn bên này, khi đã không có đức tin rồi, chúng ta sẵn sàng làm những điều tôi nhân danh Chúa và tôi nói thẳng điều này. Có nhiều con cái Chúa vẫn làm những điều bất hợp pháp theo luật pháp nước Mỹ này. Vì có gì? Tiền. Right? Amen. Lời của Chúa đúng quá, đau quá, không đủ sức để nói amen, phải không ạ? Nhiều con cái Chúa vẫn vụng trộm, vẫn lén lút, vẫn sống rất là dối trá để kiếm tiền. Để kiếm tiền bất hợp pháp. Và tại nước Mỹ này, chúng ta làm giấy tờ không đau cũng làm giấy tờ bị đau để không đi làm và hưởng cái số tiền đó. Theo hội thánh của Chúa, đó là người sống đẹp lòng Chúa hay là không đẹp lòng Chúa. Có một mục sư tôi giấu tên ở tại tiểu bang khác. Ông làm một cái giấy, đó là ông bị bệnh tâm thần. Và người ta đã rót tiền xuống. Ông mua một chiếc mô tô ông chạy. Và quả thật ông là người bây giờ bị điên thật sự luôn. Tôi nói thẳng điều này, quý bà cho em ném đá vào mặt tôi, chịu. Và ném không đúng đâu, bởi vì thuẫn của Chúa đang bảo vệ tôi. Nhưng tôi là người được Chúa Trời giảng rất là thẳng thắn. Tôi không ru ngủ hội thánh của Chúa chiều hôm nay. Amen. Nếu người nào đã nghe sứ điệp của tôi rồi thì không bao giờ có một cái điều gì đó là nhẹ nhàng và dịu dàng cả. Những lời khó nghe không à. Nhưng mà nếu chúng ta nghe được là chúng ta ăn năn. Và chúng ta sẽ được phước từ nơi Đức Chúa Trời. Amen. Và chiều nay ta quay trở lại với Timothée nhất đoạn 1. Chúng ta thấy Phaolô khuyên Timothée một điều rất là tha thiết như tình cha con. Và Chúa, chúng ta thờ phượng chiều hôm nay, Ngài là cha của mỗi một chúng ta. Amen. Ngài gọi hội thánh rằng như Timothée rằng, hỡi con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Amen. Sau khi cái lời khuyên ngọt ngào gọi rằng hỡi con ta. Ồ, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Ngài gọi cô chi? Hỡi con gái của ta. Ngài gọi thân? Hỡi con gái của ta. Ngài gọi cô thu? Hỡi con gái của ta. Ngài gọi anh tài? Hỡi con gái của ta. Amen. Xin lỗi, hỡi con trai của ta. Hỡi con trai của ta. Ô, Ngài gọi chị Kim, cảm ơn Chúa chị hôm nay chị đến. Hỡi con gái của ta. Ngài gọi Bình, hỡi con gái của ta. Ngài gọi chị Hoàng, hỡi con gái của ta. Ngài gọi tôi, Sĩ ơi, hỡi con trai của ta. Hãy nhờ những lời tiên tri nói về con và nhờ những lời đó đánh trận tốt lành. Và chiều nay lời của Chúa là linh ý lời tiên tri. Lời của Chúa đang giảng và tiếp tục giảng ra là lời tiên tri chỉ về đức tin của tôi và anh em. Và bây giờ chúng ta thấy câu 19. Sứ đồ Phaolô nói gì với đứa con trai thuộc linh của mình? Và câu 19, Đức Chúa Cha nói điều gì về con trai và con gái trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay? Đó là gì? Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Hai điều mà Chúa bảo Timothée, hai điều mà Chúa bảo tôi và hội thánh của Chúa chịu đây cầm giữ, đó là cầm giữ đức tin. Amen. Chứ Chúa không bảo cầm giữ tài sản của chúng ta. Right? Chúa không bảo chúng ta cầm giữ cái tài khoản để trong ngân hàng của chúng ta. Chúa không bảo ta cầm giữ chiếc xe mới Audi Lexus. Chúa không bảo ta cầm giữ những điều đó. Nhưng khi tôi đến Mỹ, tôi thấy quá nhiều cơ đốc nhân cầm giữ tài chính, cầm giữ vật chất, cầm giữ của cải đời này
hơn là cầm giữ đức tin của chính họ. Quý bà chị em ơi, lời của Chúa nói rồi, coi chừng chúng ta được cả cái thế gian này mà mất linh hồn. Amen. Coi chừng chúng ta có cả thế gian này. Chúa Giêsu đã được lên lên núi rất cao trong câu chuyện Ngài bị cám dỗ, và ma quỷ chỉ cho Ngài tất cả sự vinh quang phú quý của trần gian này, và nó yêu cầu Chúa một điều: nếu ngươi quỳ xuống là thờ phượng ta, nếu ngươi thờ phượng ta có nghĩa là quỳ gối xuống, thì tất cả những kim cương hột xoàng, những điều vinh hoa phú quý của thế gian này thuộc về ngươi. Ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa, ma quỷ chưa bảo chúng ta quỳ đâu. Ma quỷ chưa bảo đâu, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi. Đem xe hơi từ bên này về bên đó, xuống sân bay sẽ nhận bao nhiêu ngàn đô la. Và đó là công việc bất hợp pháp. Tôi đã lên tiếng chỉ trích rất là nhiều những con người làm việc này, họ đã không nghe tôi. Và ngày hôm nay họ đang trượt đến cái chỗ sa ngã. Nhiều người họ đã quỳ trước đồng tiền. Họ đã quỳ trước những điều mà họ biết rằng đó là phạm tội, nhưng họ vẫn quỳ gối. Lời của Chúa bảo tôi và em rằng hãy cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Như vậy, đức tin có quan trọng không? Bao nhiêu người nói đức tin quan trọng? Đức tin rất quan trọng. Thế thì những ngày qua chúng ta có cầm giữ đức tin không? Hay là chúng ta vẫn đi nhà thờ? Ồ, con là người tin Chúa mà, con đi nhà thờ và con cũng là người tin rằng ngày hôm đó là ngày Chủ nhật. Không phải đó là đức tin. Coi chừng vấn đề đi nhà thờ là thói quen. Amen. Đi nhà thờ về vẫn mở tivi, vẫn đọc báo Thằng Mỏ. Dạ, báo Thằng Mỏ, báo Lá Cải. Ồ, và bắt đầu mỗi buổi sáng thì cái tờ rơi của Messi, của Costco gửi về nhà, và bắt đầu ta dỡ ra thế này: ô em ơi, con gà ngày hôm nay này nó sale còn có 3 đồng à. Ô cái áo này sale này, cái này sale này, cái kia sale. Và chúng ta bắt đầu tập trung vào cái điều đó hơn là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em yêu dấu, lời của Đức Chúa Trời bảo rằng hãy cầm giữ đức tin. Có nghĩa là đức tin có giá trị thật, và giá trị của đức tin còn quý hơn kim cương hột xoàng hàng triệu đô la nữa. Bởi vì dầu tôi có thể có hàng triệu đô la, nhưng nếu tôi không có đức tin, ngày ấy tôi không thể nào đặt chân vào thiên đàng được. Nhưng nếu tôi có thể không có tiền trên đất này, nhưng tôi có đức tin, thì ngày đó tôi đủ tư cách để bước vào thiên đàng cùng cha của tôi. Amen. Tôi nhân danh Chúa Giêsu và nói với em rằng có nhiều người hợp với Chúa đã không chiến thắng nổi, không có đức tin để chiến thắng nổi cái sự khó nhọc trong vấn đề kinh tế, vấn đề sự sống nuôi cho gia đình của chính mình. Họ đi làm ăn, buôn bán hàng đa cấp. Họ buôn cả thuốc giảng chữa lành mà không cầu nguyện chữa lành, mà gọi người ta mua thuốc không à. Và đối với tôi, những người đó không cầm giữ đức tin của chính mình. Tôi tại Việt Nam, các bạn sống tại Mỹ, nếu bỏ lên cán cân, ai cũng nghĩ Mỹ hơn Việt Nam, cái đó là chắc. Nhưng đối với tôi là người có đức tin, chưa chắc. Đối với tôi, sống ở đâu không quan trọng. Sống tại Mỹ này đối với tôi không quan trọng. Sống tại Việt Nam cũng không quan trọng. Sống tại Hàn Quốc cũng không quan trọng. Hay tại Châu Phi, tại Thái Lan, tại Singapore, Úc Châu, không quan trọng. Quan trọng đó là chúng ta có đức tin không. Nếu ta sống ở đâu mà ta có đức tin đi nữa, thì đức tin đó khiến cửa trời mở ra, đổ phước xuống cho chúng ta. Amen. Chúng ta có bao giờ nghĩ tôi không có tiền,
Nhưng mà lời của Chúa bảo tôi rằng ngày và giờ công việc miền quê của con đó gần rồi con. Tôi nói về bằng cách nào Chúa? Chúa nói với tôi là hai chữ trung tâm. Và khi Chúa nói với tôi là hai chữ trung tâm đó, tôi biết rằng là tôi phải bắt đầu đi coi đất để mua đất, phải không ạ? Và thật sự tôi đã bước đi bằng đức tin. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng hãy bước đi bằng đức tin, chứ không phải bằng mắt thấy không? Bao nhiêu người nói rằng có câu đó? Một mình tôi giơ tay, Chúa ơi, hội thánh của Chúa lời đâu rồi? Bước đi bằng đức tin, chứ không phải bước đi bằng mắt thấy. Cơ đốc nhân ngày hôm nay rất khoái bước đi bằng mắt thấy, chứ không phải bằng đức tin. Và tôi đã bỏ 1.5 năm đi coi đất. Có những lúc tôi đi một mình, có những lúc tôi đi với nhà của tôi. Và có những lúc tôi có khái tượng mở trung tâm là đất phải rộng để có sân bóng, để có cái chỗ chơi tạ, để có cái sân đánh cầu lông, để có vườn cây, và tôi phải lập một cái vườn Eden vậy đó. Và để cái số tiền tôi cần có mua đất phải trên 1.3 tỷ, là tầm 60.000 đô la. Và tôi dẫn vợ tôi đi một ngày kia. Tôi dẫn vợ tôi đi thì vợ tôi nói là anh ơi, anh có tiền không mà đi coi đất? Tôi nói đức tin. Vợ tôi nói gì? Anh lúc nào cũng hai chữ đức tin. Và vợ tôi rất dễ thương, đôi mắt vợ tôi như bồ câu vậy đó. Trên rất là long lanh nhìn vào mặt tôi và dường như hiện lên cái ngôn ngữ của ánh mắt. Đó là chắc chồng của mình có tiền giấu mình á. Nhưng tôi nói với nhà tôi thì anh nói với em trong danh của Chúa Jesus, anh không có một cách nào luôn. Và 1.5 năm đúng anh em. 1.5 năm đúng. Một cuộc điện thoại gọi từ một nước rất xa lạ về cho tôi lúc 12 giờ đêm. Không phải Mỹ đâu. Một người tôi chưa bao giờ thấy mặt họ. Một người tôi chưa gặp họ bằng con mắt vật lý này. Nhưng họ đã gọi điện thoại về, họ nói tôi một điều tôi giật mình. Có phải mục sư chuẩn bị mở trung tâm tại miền Trung không? Tôi nghe tôi nổi da gà. 12 giờ đêm giờ Việt Nam. Nhưng tôi không vội vàng đâu. Tôi nói cô ơi, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Ngày mai tôi sẽ gọi lại cho cô bằng số này. Và 8 giờ sáng sau tôi gọi cho số đó. Và tôi kể nhanh, đó là người chị em đó đã dâng đúng 1.3 tỷ Việt Nam để tôi có tiền mua đất. Và trung tâm giải cứu tại miền Trung đã được xây dựng. Rất khang trang, rất đẹp. Và tháng 5 này bắt đầu mở ra công việc để giúp đỡ cho những con người trong sự lầm than. Và khi tôi bắt đầu hướng về Đà Lạt, vì có nhiều học trò được cứu tại thành phố Đà Lạt. Và những ngày đến các bạn sẽ biết rằng thành phố Đà Lạt không phải chỉ mang danh là thành phố hoa và thành phố du lịch nữa. Nhưng tại đó có hội thánh và tại đó có trung tâm giải cứu của Chúa. Và khi tôi vừa có đức tin này, tôi vừa cầu nguyện với Chúa, thì có một người sống tại Việt Nam đã dâng vào 30.000 đô la. Anh em đừng nhìn tôi như một người vĩ đại. No. Nhưng Chúa của tôi vĩ đại. Và Chúa của tôi vĩ đại, Ngài chỉ làm khi Ngài thấy tôi có đức tin. Amen. Amen. Tại sao quý ông bà chị em không thấy những điều vĩ đại? Đôi khi chúng ta tin vào sự trợ cấp của chính phủ. Chúng ta có tiền già, chúng ta có tiền retire, chúng ta có tiền, wow, chúng ta tin vào những cái điều đó hơn là tin vào sự chu cấp của Cha chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Trên đường trước khi tôi đến đây, thì tôi đi truyền giáo tại Cà Mau. Tôi đi vào những vùng xa tại Cà Mau. Và chúng tôi chỉ có đủ tiền để một lượt đi thôi. Tiền thuê xe, tiền ăn ở dưới đó 4 đêm 5 ngày. Và có một con ca chú bắt đầu chúc phước cho chuyến đi của chúng tôi. Dẫu vậy, anh em biết gì, Chú làm trỗi hơn. Trên đường chúng tôi đi từ Sài Gòn xuống Cà Mau, chưa được 2/3 đoạn đường, thì tin nhắn điện thoại của tôi báo lên. Và tôi mở ra, tôi thấy một người Việt Nam chúc phước vào tài khoản của tôi 5 triệu, là 250 đô la.
tôi là người sống bằng đức tin, cho nên tôi dám dặn bằng đức tin. Tôi không lụy bất cứ một người nào cả, bởi vì tôi là người tin Đức Chúa Trời. Còn quý bà chị em tin ai? Nội nghe anh em trả lời không là biết anh em ta không có đức tin rồi. Tin Chúa, tin Đức Chúa Trời. Man. Nội cách trả lời không là tôi thấy anh em là không có đức tin rồi. Một người có đức tin là trả lời xác quyết: tôi tin Đức Chúa Trời. Hallelujah. Trương có nói tôi tin Đức Chúa Trời, tôi tin Chúa Giêsu. Đâu có trình diễn thời trang kiểu đó được. Và tôi cảm ơn Chúa, Chúa đã dạy tôi bài học về đức tin, cầm giữ đức tin. Như vậy đức tin có bị mất không anh em? Mất không? Chắc không. Nếu không mất tại sao Chúa bảo chúng ta cầm giữ? Chúng ta thấy không? Chúng ta đã không hiểu về đức tin rồi. Đức tin coi chừng nó mất anh em. Amen. Cho nên tôi dám nói có nhiều người đến nhà thờ nhưng không bao giờ có đức tin. Nếu đức tin không mất thì Đức Chúa Trời đâu bảo đó là cầm giữ đức tin. Amen. Cầm giữ của là đừng để nó bị mất chứ. Hallelujah. Như vậy tôi đem điều này đến để cho mỗi một chúng ta ngồi và suy xét. Coi chừng chúng ta đã đánh mất đức tin rồi. Chúng ta đã không còn đức tin mạnh mẽ như tình yêu ban đầu của chúng ta đối với Chúa nữa rồi. Amen. Và tất cả chúng ta đều biết đức tin đến bởi sự người ta nghe, đúng không ạ? Đó là nghe lời Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Đức tin nó sẽ mất đó là khi chúng ta không còn đọc lời Đức Chúa Trời nữa, khi chúng ta không còn đến gần lời Đức Chúa Trời nữa, khi chúng ta không còn sống cho lời Đức Chúa Trời nữa, khi chúng ta không còn tin cậy lời Đức Chúa Trời nữa, đức tin sẽ mất. Và khi một cơ đốc nhân bị mất đức tin, người đó sẽ sống trong sự lo sợ, người đó sẽ sống trong áp lực, người đó sẽ sống trong sự căng thẳng, người đó sẽ sống trong sự đau khổ, người đó sẽ sống trong nợ nần, người đó sẽ sống trong sự thiếu thốn, người đó sẽ sống trong sự bất an, vân vân và vân vân. Tôi biết những điều tôi vừa bắn ra đó có những viên đạn nó có đúng ai không? Nhưng tôi nghĩ chắc là bị nát hết rồi. Quý bà cha em yêu dấu của tôi, xin đừng giận tôi vì những điều tôi giảng quá thẳng thắn. Nhưng lời của Chúa nói Ngài yêu ai thì Ngài sửa phạt nấy. Ngài không chịu nổi khi Ngài nhìn chúng ta cứ tiếp tục khốn khổ. Ê-sai nói gì? Khi Ngài nhìn thấy ta khốn khổ thì chính mình Ngài cũng bị khốn khổ. Khi ta bắt đầu đi mượn nợ, Chúa đau lòng lắm. Vì lời của Chúa nói gì? Ngài rất là giàu có, nhưng vì chúng ta trở nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà anh em được giàu có. Hallelujah. Amen. Tôi đã đi lên từ cái chỗ bán cà rem đi lên. Và không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có đô 30 ngàn, đô 300 ngàn. Rồi tôi không bao giờ dám nghĩ tôi có đô 30 triệu. Và tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tôi có tỷ bạc. Tôi không bao giờ dám nghĩ điều đó. Nhưng ngày hôm nay những điều tôi không dám nghĩ, nhưng tôi có đức tin lên lời Đức Chúa Trời, Ngài đã cho tôi bắt đầu thấy cái số tiền lên tới bạc tỷ Việt Nam. Mà không phải đến từ Mỹ. Tôi vui mừng là cái chỗ đó. Có nhiều người nghĩ rằng tôi đi Mỹ nhiều cho nên tôi có nhiều có mối quan hệ. No. Sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Chúa Trời. Sự tiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va đấng dựng nên trời và đất. Trên hội quyến bà cho em điều thứ nhất chiều nay ta nghe, đó là mỗi một chúng ta hãy cầm giữ đức tin của mình. Hãy đặt một tay lên lòng và tự hỏi đức tin của mình đang ở đâu. Coi chừng đức tin của mình đang để ngoài xe rồi. Coi chừng đức tin của mình đang ở trong cái thẻ tài khoản rồi. Anh an tâm đi, thẻ mình vẫn còn 5.000 đô, an tâm đi. Khi một người nói câu đó là người đó đã không có đức tin rồi, amen. Amen. Trên quý bà chị em hãy cầm giữ đức tin.
và đừng để nó mất trong đời sống của chính mình. Và đức tin là mỗi ngày. Amen. Lời Chúa Giêsu dạy rằng ngày nào khó nhọc cho ngày đó, đúng không ạ? Cuộc sống ở Mỹ hay ở Việt Nam, ở các nước khác, mỗi ngày đó là một sự nhọc nhằn, phải không ạ? Người già có sự nhọc nhằn của họ. Họ cô đơn, họ thiếu con cái quan tâm và yêu thương. Người còn đi làm được thì nhọc nhằn vì thất nghiệp, phải không? Lo lắng cho tiền trả nhà, tiền bill xe, các loại bill và bị đô la vật. Chứ không phải là đô vật, mà đô la vật. Và chúng ta nhọc nhằn bằng đủ mọi cách khác nhau. Hãy cầm giữ đức tin. Điều thứ hai mà Chúa bảo chúng ta cầm giữ, đó là lương tâm tốt. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên các bạn nghe điều này. Lương tâm tốt và đức tin là đôi bạn song hành đi với nhau. Tôi lặp lại, lương tâm và đức tin là đôi bạn như hình với bóng vậy đó. Tại sao tôi dám nói điều này? Bởi vì chúng ta nhìn vào câu thứ 19 để chúng ta thấy lương tâm nó có ảnh hưởng trên đức tin không. Câu 19 nói gì? Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì tôi muốn Hội Thánh đọc lớn lên à, thì đức tin họ bị chìm đắm. Như vậy lương tâm và đức tin có cộng hưởng với nhau không? Wow, rất đặc biệt đó các anh chị em. Trước đây tôi có nghĩ rằng đức tin nó lớn mạnh là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Đúng, không sai. Nhưng bên cạnh đó còn một lĩnh vực nữa, một lẽ thật nữa, đó là lương tâm của tôi làm cho đức tin của tôi mạnh mẽ. Như vậy lương tâm tốt là lương tâm gì ạ? Đừng nói với tôi lương tâm tốt là lương tâm không xấu. Nhưng lương tâm là gì? Lương tâm là một điều mà tất cả ai ngồi đây cũng biết, là nơi mà giúp chúng ta biết đúng, biết sai, biết điều thiện và biết điều ác. Amen. Sau khi chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta bị lương tâm cáo trách. Có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không? Tôi muốn hỏi anh em, khi ta nghe lời của Chúa chiều nay, chúng ta có bị thấy lương tâm mình bị cáo trách không? Lương tâm bị cáo trách. Và lương tâm đó là gì? Tại sao con người có lương tâm? Bởi vì Sáng Thế Ký đoạn 3 chúng ta biết rất rõ, Eva và Adam đã đưa tay lên hái trái biết điều thiện và điều ác. Khi họ ăn vào và bắt đầu, lời Chúa nói trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 22 về điều thiện và điều ác, loài người đã biết như chúng ta. Cho nên coi chừng, họ giơ tay lên hái trái sự sống và họ sống đời đời chăng. Anh em, tất cả chúng ta bị cái gen của tổ phụ truyền đến lương tâm của chúng ta. Chúng ta biết điều thiện, điều ác. Chúng ta biết điều này đẹp lòng Chúa nè, và chúng ta cũng biết điều này không đẹp lòng Chúa. Cho tôi nghe chữ amen. Chúng ta khi quyết định điều gì, làm một điều gì, chúng ta đều biết lương tâm giúp chúng ta biết điều đó. Điều này tốt này, điều này xấu này, điều này là kính sợ Chúa này, điều này không kính sợ Chúa này, điều này là đẹp lòng Chúa này, điều này là không đẹp lòng Chúa này, yêu người này là không đẹp lòng Chúa này, lấy người này là không đẹp lòng Chúa này. Amen. Ăn ở kiểu này là không đẹp lòng Chúa này, ăn ở kiểu này mới đẹp lòng Chúa này. Lương tâm của chúng ta biết chứ. Nhưng có nhiều người ngày hôm nay lương tâm nó lì luôn rồi. Bất lì cũng là gì? Chai lì. Cũng là bất chấp, biết điều này không đúng cũng làm. Biết điều này là phạm pháp vẫn làm. Vì cái lợi trước mắt. Amen. Vì đôi 3.000 đô, vì đôi 30.000 đô mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng cái đó Chúa biết. Con người không biết, lãnh đạo anh em không biết, nhưng Chúa biết. Amen.
và chúng ta cứ nhìn những người đó ngày hôm nay họ như thế nào. Và tôi nói này, 100 người như vậy, không có 100 người nào đức tin họ mạnh cả. Đời sống thuộc linh của họ. Vì Kinh Thánh Chúa nói mà, người chối bỏ lương tâm đó, đức tin của họ bị chìm đắm. Đức tin là để cho tôi, cho quý bà chị em hành động trong lời cầu nguyện để Đức Chúa Trời nhậm lời. Đức tin là quyền năng để đưa tôi và anh em đến gần Đức Chúa Trời và kinh nghiệm những lời hứa trong Kinh Thánh ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta. Amen. Nhưng bây giờ lời của Chúa nói đức tin bị chìm đắm. Tôi thấy nhiều người ngày hôm nay họ đang bị đắm rồi. Họ bị đắm rồi, đắm trong chức vụ. Tiến cũng không được, lui cũng không được, giống như chiếc thuyền. Bây giờ ra khơi cũng không được, mà lên bờ cũng chẳng xong, em em. Nằm một chỗ. Bao nhiêu người thấy đời sống thuộc linh của mình những ngày qua, tiến thì cũng không tiến, lùi cũng không lùi, đứng một chỗ. Không tiến được, không thăng tiến được. Chúng ta khát khao sự sức dầu, mà sức dầu mỗi ngày xa chức vụ của chúng ta hơn. Chúng ta muốn gần Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời cứ xa chúng ta nhiều hơn. Vì sao? Vì chính chúng ta đã chối bỏ lương tâm tốt, là một lương tâm kính sợ Đức Chúa Trời. Amen. Một lương tâm chỉ sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chọn điều đúng, chọn theo ý muốn Đức Chúa Trời, giống Chúa Giê-xu. Lại cha, nếu có thể được, xin cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng theo ý cha, chớ không phải theo ý con. Amen. Ngày hôm nay cơ đốc nhân hiện đại của thế kỷ 21 này thì cầu nguyện ngược lại. Nếu có thể được, xin cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng theo ý con chứ không phải theo ý cha. Được chưa Chúa? Chúa thấy lời đó được không? Đôi khi chúng ta biết rằng chúng ta không chấp nhận cái lời đó đâu, nhưng cuộc sống hàng ngày sẽ phản ảnh chúng ta sống với Chúa như thế nào. Quý bạn chị em ơi, Chúa để lương tâm trong đời sống của chúng ta để giúp chúng ta phân biệt điều thiện, điều ác, để giúp chúng ta phân biệt điều đúng, điều sai theo ý lời của Đức Chúa Trời. Xin đừng chối bỏ lương tâm tốt. Amen. Xin đừng chọn lương tâm xấu, nhưng hãy chọn lương tâm tốt. Xin đừng chọn một lương tâm chai lì nữa, nhưng hãy chọn lương tâm tốt. Người da đỏ tại vùng Amazon, họ mô tả về lương tâm. Khi tôi học về cử nhân thì giáo sư là tiến sĩ Ferret ở tại Philippines, ông ta cho tôi một cái ví dụ và không bao giờ lấy ra khỏi tâm trí của tôi. Cái người dân tộc ở Amazon, người ta săn bắn bằng cái, tôi quên cái từ bằng tiếng Anh, cái giống như cái chữ V nè, là cái gì, cái cây mà quăng vậy cái nó bay ngược lại chúng ta đó hả? Cái gì? Thôi thì mình cứ nghĩ như vậy đi hả. Và chúng ta để ý rằng ba cái cạnh chỉ có một cạnh tròn thôi, còn hai cạnh còn lại là nhọn. Cho nên khi quăng thì cái vòng đó nó bay đụng đến con thú, amen, thì còn giết con thú chết và họ có thịt để ăn qua ngày. Nhưng nếu trượt con thú thì cái đó nó sẽ bay lại cái người đã phóng nó ra, amen. Nhưng mà người da đỏ mô tả lương tâm bị chai lì đó gì? Hai cạnh nhọn đó, nó mòn, nó tròn quay luôn. Cho nên quăng cái, nó đụng con vật chẳng chết gì cả, amen. Vì cái đó mà chúng ta thấy không? Tại sao ta hầu vì Chúa không có kết quả? Tại sao chúng ta hầu vì Chúa không có kết quả? Coi chừng lương tâm của chúng ta đã bị chai lì, amen. Và trong việc xung đột, chúng ta thấy ngay lương tâm của chúng ta tốt hay xấu. Trong những việc cãi vã, trong những việc xung đột, chúng ta biết rất rõ lương tâm của chúng ta tốt hay xấu sau khi rời cuộc họp. Right? Amen. Chúa sau thánh yên lặng quá. Chúng ta đang ở dưới đất hay ở trên trời rồi? Quý bạn chị em,
lương tâm chúng ta rất rõ và chính chúng ta biết rõ điều đó hơn ai hết. Rời cuộc họp, rời những lúc xung đột, rời những cái chỗ mà chúng ta tranh luận, lương tâm của chúng ta phản ánh ngay khi lên xe. Amen. Và bắt đầu chúng ta nói về người xấu điều này, người kia xấu điều kia, phải không ạ? Và lương tâm của chúng ta bắt đầu lên án. Lương tâm của chúng ta đầy dậy sự chỉ trích. Lương tâm của chúng ta bắt đầu đầy dậy những điều xấu xa. Vì cớ đó mà đức tin của chúng ta bị chìm đắm. Chìm đắm có nghĩa là gì? Không tới được, không lui được, đứng một chỗ. Chìm đắm có nghĩa là lời cầu nguyện ta lên cái la phong nhà thờ này rớt xuống, không xuyên được để lên trới ngai thiên đàng. Amen. Vì cái đó mà chúng ta thấy cuộc sống của mình vẫn biết Chúa đã chuộc con ra khỏi sự rủa xả rồi, mà sao con thấy sự rủa xả cứ làm bạn với con tối ngày. Ai cũng tin rằng Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa xả rồi. Nhưng để chuộc ra khỏi sự rủa xả, tôi và anh em buộc phải có đức tin. Amen. Mà đức tin không phải là lời nói, nhưng đức tin phải có việc làm của nó. Việc làm mà chiều hôm nay chúng ta cần phải thay đổi, đó là đừng sống chống lại lời của Đức Chúa Trời nữa. Cho tôi nghe chữ Amen. Việc làm mà những người hầu của Chúa cần phải thay đổi, đó là đừng hút cù chỏ với nhau nữa. Hallelujah. Tôi đã quyết định bỏ xuống hết tất cả và nhẹ nhàng với những mối quan hệ mà trước đây tôi không hài lòng. Tôi đã bỏ xuống rồi. Bây giờ tôi nói với những người đó rất nhẹ nhàng. Và tôi không còn bực bội nữa. Bởi vì tôi không muốn đức tin của tôi bị chìm đắm. Amen. Tôi không muốn đức tin của tôi bị chìm đắm. Tôi muốn đức tin của tôi mạnh mẽ. Amen. Tôi muốn đức tin của tôi phóng thích ra để bảo vệ trung tâm giải cứu của Chúa. Tôi muốn đức tin của tôi phóng thích ra và Chúa thấy đức tin và Chúa ban phước cho tôi. Một câu chuyện mà chúng ta thấy 4 người khuyên một người bại, phải không ạ? Ồ, họ khi đang đứng trước cửa của Hội Thánh Việt Lai Hào, họ thấy đông quá. Bà Kinh cũng đầy hết người ngồi ngoài đó. Đầy hết, người ta ngồi lên nóc xe luôn để nghe sứ điệp. Và 4 người khiêng một người bại đó không có chỗ để đem người bại đó vào đây. Họ dỡ nóc nhà thờ này. Tôi không biết một sư minh có giận không đâu. Và họ dông cái người bại đó. Và bây giờ chúng ta để ý. Chúa Giêsu biết họ dỡ nóc nhà không? Chúa Giêsu biết. Nhưng Ngài không nói một lời nào cả. Cho đến khi họ dòng người bại xuống. Lời của Chúa Giêsu Kinh Thánh chép lại rằng Ngài thấy đức tin của họ. Và bắt đầu phép lạ của sự tha thứ, phép lạ của chữa lành xảy ra. Chiều hôm nay tôi muốn hỏi Hội Thánh một câu. Những ngày qua chúng ta để cho Chúa thấy đức tin của mình không? Có không? Lác đác vài ba người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhưng Chúa muốn hết thảy chúng ta hãy để cho Ngài thấy đức tin của chúng ta. Amen. Hãy để cho Chúa thấy đức tin của tôi. Và như tôi nói, tôi đi coi đất mà trong túi tôi không có tiền. Amen. Tôi đi coi đất mà trong túi tôi không có tiền. Tôi chỉ có đức tin và tiền từ Đức Chúa Trời gửi đến. Hallelujah. Tôi cầu nguyện cho người bệnh. Tôi chỉ có đức tin. Câu Kinh Thánh lời của Chúa nói gì? Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chỉ độc chẳng hề gì, và đặt tay trên kẻ đau được chữa lành. Đây là 5 dấu lạ Chúa cho ai? Dạ, Chúa chỉ hứa cho những người tin.
Nhưng ngày hôm nay có nhiều người đặt tay mà không tin. Có không anh em? Tôi thấy rồi đó. Họ đặt tay nhưng họ không tin. Cho nên không chữa lành cái họ đổ thừa cho cái người đó. Không có đức tin gì cả. Chúa nói gì? Đáng lẽ câu đó là ta nói với con. Chúng ta đổ thừa hết người này. Chúng ta đổ thừa hết người kia. Và bắt đầu sự vô tín lộng hành, phải không ạ? Phải không ạ? Hỡi quý bà chị em yêu dấu. Roma đoạn 14, lời của Chúa phán như thế này. Phàm làm việc gì không bởi đức tin là tội lỗi. Thế thì, coi chừng những ngày qua chúng ta phạm tội rất nhiều vì cái điều này. Khi chúng ta chuẩn bị mở một công việc gì đó, chúng ta xem lại mình có đức tin không? Amen. Đức tin không? Và đức tin đến bởi lời của Chúa. Chúa có bảo ta làm cái việc đó không? Amen. Chúa bảo tôi đi coi đất. Tôi đi coi đất và phép lạ sẽ ra. Hallelujah. Chúa bảo tôi tiếp tục mở trung tâm. Và tôi quyết định bước đi bằng đức tin. Và phép lạ đã xảy ra. Bởi vì tôi có đức tin nơi lời của Ngài. Trên hỡi quý bạn trẻ yêu dấu của tôi. Chúng ta đến nay, đến hôm nay để nghe lời của sự phấn hưng về đức tin. Chúng ta chỉ được chữa lành khi chúng ta có đức tin. Có nhiều cái buổi mà cầu nguyện chữa bệnh đó, những người bệnh lên không có đức tin. Rồi cái người cầu nguyện cũng chẳng có đức tin nữa cả. Thế thì vô tín cộng vô tín thành ra vô tín rất là to. Và chẳng có cái gì xảy ra cho cái buổi đó cả. Nhưng nếu người bệnh rời ghế đứng lên, có đức tin. Người đặt tay cầu nguyện có đức tin. Phép lạ bắt đầu thi thổ ra. Hallelujah. Amen. Trên chiều hôm nay, chúng ta thấy lương tâm của mình được phơi bày trong ánh sáng lời Đức Chúa Trời không? Đừng chỉ đi nhà thờ mà vẫn làm những điều bất pháp với lời Đức Chúa Trời. Đừng đi nhà thờ mà vẫn tiếp tục phạm nhiều lỗi lầm với Chúa. Amen. Đừng đi nhà thờ mà tiếp tục sống không chân thật nữa. Nhưng hãy đi đến nhà thờ chiều hôm nay để nghe những lời có quyền năng để thay đổi đời sống thuộc linh của chúng ta. Và khi một người cha có đức tin sẽ ảnh hưởng trên con cái của mình. Khi một người mẹ có đức tin, người mẹ đó sẽ ảnh hưởng trên con cái của mình. Amen. Khi một người hầu Chúa có đức tin, sẽ ảnh hưởng đức tin đó trên toàn bộ con cái của Chúa. Tôi vui mừng sau 23 năm, không có nghĩa là tôi chấm dứt cái chức vụ của tôi cho giải cứu, tôi vẫn tiếp tục làm công tác giải cứu. Và tôi, Chúa đã dẫn tôi đi đến 23 năm rồi. Và những học trò đến nói với tôi, con cảm ơn Chúa đã cho con làm học trò của bố. Con học rất nhiều bài học, nhưng trong đó có một bài học mà con học nữa, học hoài. Đó là đức tin của Chúa ban cho bố. Các học trò tôi thấy đức tin tôi rất rõ. Cho nên khi tôi xây dựng trung tâm ở miền Trung, có nhiều đứa học trò nó vô tín mà nó nói gì? Bố ông nói vậy không biết có xảy ra không nữa. Chắc là có tiền rồi đó, cho nên ông dàn gì ông nói mạnh vậy đó. Nhưng tôi vẫn nói với học trò thì bố không có một cách nào hết. Đến ngày hôm nay tôi rời trung tâm, học trò tôi vẫn đưa 200 ngàn là khoảng 10 đô la. Bố cầm tiền đổ xăng về Sài Gòn. Đến ngày nay tôi vẫn còn học bài học đó, nhưng tôi không mất đức tin, amen. Tôi không mất đức tin. Tôi vẫn cầm giữ đức tin với lương tâm tốt. Và ngược lại, nếu tôi không cầm giữ đức tin và tôi chối bỏ lương tâm tốt, thì đức tin của tôi bị chìm đắm. Chiều nay, Chúa nói với tôi rằng có những anh chị em đang ngồi trong sự diện của Chúa mà đức tin của chúng ta đã bị đắm rồi. Chúng ta không vượt khó được.
chúng ta không vượt trên những nghịch cảnh được, chúng ta không bước qua những sự thử thách được, chúng ta vẫn bị chướng ngại vật chặn chúng ta lại trong công việc hầu việc Đức Chúa Trời. Amen. Đức tin khiến ta vượt lên trên mọi nan đề. Đức tin khiến ta đi qua nan đề. Đức tin khiến ta đi xuyên qua nan đề để về đích. Hallelujah. Nhưng ngày nay tôi thấy có những người hầu việc Chúa, khi gặp chướng ngại vật, họ như con rùa, họ thụt cái đầu vào cái mu rùa và núp ở đó và chờ thời cơ xuất binh. Không. Càng gặp thử thách trong chức vụ, càng bày tỏ đức tin của chúng ta cho Chúa thấy. Càng gặp khó khăn thiếu thốn trong chức vụ, càng vận hành đức tin qua lời Đức Chúa Trời để cho Chúa thấy. Và khi Chúa thấy thì những cái gì của Chúa là của chúng ta. Một ngày kia tôi muốn kể câu chuyện này để kết thúc sứ điệp chiều hôm nay. Hội thánh của Chúa biết con gái của tôi đi du học ở tại Mỹ. Và tài chính đối với gia đình chúng tôi thì không đủ để có thể cho con học 4 năm ở tại Mỹ. Và anh biết rằng một ngày khi mà tôi đưa con gái tôi vào tháng 3 cách đây 3 năm về trước, có một người lo vấn đề giấy tờ để cho con gái của tôi đi sang đây du học, bị tôi khước từ cái vấn đề đến Mỹ để định cư. Tôi quyết định ở lại Việt Nam để tiếp tục hầu việc Đức Chúa Trời. Và ta biết điều gì không? Cách đây 3 năm khi bắt đầu thi tiếng Anh trở lại, con gái của tôi đậu và đến giờ nạp tiền học. Tôi nói với cái người anh em đó, tôi nói: anh ơi, cho tiền Phước Nguyên để Phước Nguyên đóng tiền. Thì người anh em bảo trợ nói gì? Mục sư đã hiểu nhầm rồi. Đó là tôi chỉ lo vấn đề giấy tờ thôi, còn tiền ông bà mục sư phải lo. Tôi như một người rớt từ độ cao, rớt xuống đất. Và tôi dường như chết lặng. Không biết bây giờ phải xử sự như thế nào với con gái. Và tôi bắt đầu đi tới đi lui và cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, bây giờ con phải nói gì với con gái của con đây? Và 3 ngày sau, con gái tôi cứ nói gì: ba, cho tiền con đóng tiền học. Và áp lực mỗi gia tăng. Tim tôi bị áp lực. Tấm lòng của tôi bị áp lực. Tâm trí của tôi bị vây bởi áp lực. Bởi vì tôi biết rằng không có tiền, phải không ạ? Không có tiền rồi. Tôi đã hiểu nhầm cái người anh em đó rồi. Và sau 3 ngày, Chúa cho, đó là chị kết nghĩa của tôi cũng ngồi ở đó, con gái của tôi cũng đang ngồi ở đó, và tôi đi ra khỏi phòng cầu nguyện. Chúa nói với tôi: thì giờ đã đến rồi con, hãy nói cho con gái của con. Tôi vừa nói con gái rằng: Phước Nguyên ơi, không có tiền để đóng tiền học cho con. Con gái tôi nhìn bắt đầu quá kinh hãi: bà nói cái gì? Tôi nói rằng không có tiền để đóng tiền học cho con đâu. Con gái tôi bắt đầu khóc lên: tại sao ba không nói con trước khi con qua Mỹ? Tại sao ba không nói con biết trước? Con ở tại Việt Nam, con làm trợ giảng ở trường dạy thi TOEFL, con cũng có tiền vậy. Con dịch sách tiếng Anh, con có tiền vậy. Tại sao phải qua đây? Bây giờ tiền đâu mà ba mẹ có để đóng tiền cho con học? Wow, tôi bị cấn ở lĩnh vực đức tin. Tôi bắt đầu giống như bị tê liệt luôn. Nhưng trong phút chốc đó tôi cầu nguyện tiếng lạ. Tôi cầu nguyện tiếng lạ ân tứ Chúa ban cho tôi. Và Đức Thánh đến với tôi một câu hỏi: con hãy đặt câu hỏi này với con gái của con. Và tôi nói với con gái rằng: con ơi, ba hỏi con một câu, ai đưa con đến Mỹ? Trả lời đi. Và con gái tôi nước mắt nước mũi, đang khóc mà, ngước mặt lên. Bây giờ mỗi lần tôi kể câu chuyện, tôi vẫn còn nhìn thấy ánh mắt của con gái tôi nhìn tôi. Tôi thấy đức tin bắt đầu trong cái tia mắt của con gái tôi. Và con gái tôi nói gì? Chúa Giê-xu đưa con đến Mỹ. Tôi la lên, tôi nói: Chúa ơi, Ngài nghe rồi phải không ạ? Con gái của con nói Ngài đưa con gái con đến Mỹ. Chúa ơi, xin lo về tài chính cho con gái của con. Và bắt đầu con gái của tôi, vợ chồng chúng tôi cầu nguyện
các học trò của chúng tôi cầu nguyện. Và Chúa bắt đầu từ cái chỗ 32.000 đô, Chúa cho đổi trường đến còn có 12.000 đô. Và Chúa tiếp trợ cho con gái của tôi từng tuần lễ. À, người này cho 5 đô la, 10 đô la, 50 đô. Và con gái tôi cứ dành dụm để đóng tiền từng môn. Và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa cho con gái của tôi có học bổng. Và vừa rồi con gái tôi nộp trường vào đại học. Trường đó nói rằng 600 bộ hồ sơ đầu tiên. Với điểm thi cao thì sẽ có học bổng 50%. Và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Một ngày kia trong sự kiện ăn cầu nguyện của tôi, cầu nguyện cho con gái tôi đã khóc. Và tôi đã nói với Chúa rằng con tin Chúa là đấng tốt lành. Ngài đã khởi sự đưa con gái qua, con qua bên đó, thì Ngài sẽ làm cho trọn về chương trình học vấn của con gái của con. Con cầu nguyện cho việc nạp hồ sơ cho con gái của con ở trong danh sách 600 người đó và có học bổng. Và cảm ơn Chúa, sau 3 tuần lễ, con gái của tôi đã gọi điện thoại về trong nước mắt và nói gì? Ba, con đã có học bổng rồi. Khuyến bạn chị em, chúng ta có chung một Chúa. Đức Chúa Trời làm gì đó cho tôi được. Đức Chúa Trời làm gì đó cho con gái của quý vị được. Đức Chúa Trời đã tiếp trợ cho tôi được. Đức Chúa Trời có quyền tiếp trợ cho quý bạn chị em được. Với một điều kiện. Cầm giữ đức tin. Và lương tâm tốt. Hallelujah. Tôi không có kế hoạch B là để vay tiền cho con gái đi học. Tôi không có kế hoạch đó. Tôi chỉ có một kế hoạch duy nhất. Đó là tin cậy Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh có vô số những lời hứa của Ngài. Kẻ nào tin cậy Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bị hổ thẹn. Chúng ta có tin cậy Ngài không? Chúng ta chắc chắn không bao giờ bị hổ thẹn. Chúa sẽ rửa mặt chúng ta. Chúa sẽ chiếu sáng vinh quang của Ngài trên mỗi một chúng ta. Khi Ngài nhìn thấy đức tin cùng lương tâm tốt có trong mỗi một chúng ta. Hallelujah. Trên tôi kêu gọi hội thánh. Hãy nhớ chủ đề chiều hôm nay. Giá trị thật của đức tin. Và chúng ta thấy câu 20, Phaolô đã nói Alexander phải không ạ? Và Himene, ta đã phó cho quỷ Satan. Chúng ta biết tại sao phó không? Bởi vì những con người này đức tin bị chìm đắm. Amen. Họ đi theo tà giáo. Họ đi theo giáo lý lạ. Họ không còn đức tin tin rồng với lời Đức Chúa Trời nữa. Và Chúa đã bỏ họ. Phaolô phó cho họ vào quyền lực của sự tâm tối. Điều mà mỗi ngày tôi phải kiểm tra được, đó là trong tôi có sự sáng không? Trong tôi có sự sáng của Chúa không? Sự sáng là sự sống của loài người, đúng không ạ? Trong mỗi một chúng ta kiểm tra lại, chúng ta có sự sáng không? Chúng ta có sự sống của Chúa không? Hay là chúng ta nói Chúa Giê-xu là sự sáng, còn con thì như con gà ăn quẳng cối xay. Con không biết đường đâu là lối đi, đường đâu là lối về cả. Đừng hầu việc Chúa với thái độ đó. Đừng làm một con cái Chúa với cái tinh thần đó. Bởi vì Ngài là sự sáng cho chúng ta. Ngài hứa rằng kẻ nào tin ta sẽ không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Trên giờ này tôi kêu gọi hội thánh của Chúa, hãy đứng lên và đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta nhanh chóng đứng lên và cầu nguyện. Đức tin có giá trị thật của đức tin. Quý ba anh chị em yêu dấu, xin đừng đánh mất giá trị thật đó. Nhân cách của một con người nó có giá trị. Khi mất nhân cách là con người đó mất giá trị, phải không ạ? Đời sống thuộc linh cũng vậy. Đức tin có giá trị của nó. Khi một con người mất đức tin thì người đó không có thể gọi là người theo Chúa Giê-xu được. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống.
Hallelujah. Cho đến giờ này tôi kêu gọi mỗi một chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin đừng để ý lời cầu nguyện của người bên phải, bên trái của chúng ta. Xin đừng để ý lời cầu nguyện của người đứng trước chúng ta hay đứng sau chúng ta. Nhưng hãy đối diện với Chúa qua lời của Ngài chiều hôm nay. Hãy thành thật với Chúa. Hãy xem lại những ngày qua, đức tin của chúng ta có được cầm giữ không? Tại sao ta cầm giữ tiền bạc? Chúng ta cầm giữ, bảo vệ tiền bạc, bảo vệ xe cộ. Chúng ta làm bằng đủ một cách bảo vệ nhà cửa của chúng ta. Trong khi đó, chúng ta lại để đức tin của chúng ta. Chúng ta vô trách nhiệm với đức tin của chính mình. Chúng ta không hiểu được giá trị của đức tin. Cho nên ta đã không cầm giữ nó. Và có thể chúng ta đã bị mất đức tin rồi chăng? Hãy đến và nói với Chúa những lời ăn năn. Hãy đến nói những lời với Chúa xin lỗi về đức tin của chúng ta đã trở thành vô tín rồi. Chúng ta không còn tin cậy Chúa như đáng phải tin cậy nữa. Một bài hát mà ngày hôm qua trên đường đi Huy nói với tôi, bài Hallelujah. Đó là một người mẹ có một đứa con 4 tuổi chết. Và nhiều người bắt đầu kiêng cầu nguyện cho em bé đó để xin một phép lạ xảy ra. Và trong khi họ cầu nguyện thì những tư tưởng tiêu cực vô tín ùa đến và nói gì, đừng cầu nguyện nữa, sẽ chẳng có điều gì xảy ra đâu. Nhưng có một người ở đó và họ đã cầu nguyện với Chúa. Và họ bật hát lên Hallelujah. Họ bật hát lên Hallelujah. Và trong khi họ hát gào lên như vậy, đứa bé 4 tuổi đó đã chết hẳn rồi, đã sống lại từ trong cái chết. Đức tin có giá trị của nó. Amen. Chiều hôm nay chúng ta đừng cầu nguyện như chết rồi vậy. Một người có đức tin là một người cầu nguyện mạnh mẽ. Hallelujah. Amen. Hãy giơ lòng và giơ tay của chúng ta lên trong giờ này và cầu nguyện mạnh mẽ. Ai đang ở trong răng đề, trong bế tắc, hãy gào lên với Chúa trong giờ này và nói với Chúa rằng con tin. Con tin Ngài là đấng thay đổi năng đề đó. Con tin Ngài đấng mở cửa cho cái cánh cửa đã từng bị đóng đó. Con tin Ngài là nguồn cứu giúp cho cuộc đời của con. Con tin Ngài là thuẫn đỡ, là khiên che. Con tin Ngài giải cứu chồng con, vợ con trai, con gái của con. Con tin Ngài là đấng chữa lành bệnh tật của chúng con. Hãy mạnh mẽ trong sự cầu nguyện trong giờ này, hỡi quý bà anh chị em. Hallelujah. Thế nên tôi xin cáo trách, xin nhắc nhở con dân của Ngài chiều hôm nay, những người nam, những người nữ, những hoàng tử, những công chúa đang có mặt ở đây, chú ý ở của chúng con, về giá trị của đức tin, và họ phải nắm giữ đức tin của họ, họ phải bảo vệ đức tin của họ giữa thế gian này, chú ý ở của chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con trở lại với lời Đức Chúa Trời, xin cho con trở lại với tiếng phán của Ngài chiều hôm nay, để chúng con thật sự nắm giữ đức tin. Chúng con không được phép mất đức tin, Chúa ơi. Chúng con không được phép buông bỏ đức tin, Chúa ơi. Cho chúng con ghi mãi trong đức tin, nắm giữ đức tin, sống bởi đức tin, hành động bởi đức tin, bước đi bởi đức tin, hầu việc Chúa bởi đức tin, đặt tay bởi đức tin, và cầu nguyện bởi đức tin, Chúa yêu của chúng con. Hỡi Chúa, xin làm ơn chúng con trong giờ này. Xin làm ơn chúng con trong giờ này, Chúa ơi. Xin mời ban thờ phượng. Chúng ta thờ phượng Chúa. Xin mời hết thảy ban thờ phượng. Xin phục vụ sự hiện diện vinh hiển của Chúa trong giờ phút này. Còn chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện, quý bạn chị em. Cứ tiếp tục cầu nguyện. Chúa sẽ ban thưởng cho những con người tìm kiếm Chúa. Chúa sẽ ban thưởng cho những ai có tấm lòng ăn năn thống hối với Ngài. Chúa sẽ ban thưởng cho những ai nghe lời của Chúa mà run. Chúa sẽ ban thưởng cho những ai nghe lời của Chúa mà ăn năn đau đớn. Và bây giờ trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa, Chúa của đức tin đang ở đây với chúng ta.
Chúa Giêsu là đấng tôn trọng đức tin của chúng ta đang ở đây với chúng ta. Và có anh chị em nào, con cái Chúa nào, chúng ta thực sự được Chúa cảm động, được Chúa nhắc nhở về đức tin của mỗi một chúng ta. Vì đức tin như là chiếc neo để giữ cuộc đời chúng ta như chiếc thuyền lênh đênh ở giữa biển đời này mà không bị bão tố phong ba của những nghịch cảnh, của những nan đề, của những sự thiếu thốn tấn công và đè nhận chìm chiếc thuyền này. Nhưng đức tin giữ chiếc thuyền đứng vững giữa những bão tố. Và Chúa ơi, con tin vào lời của Chúa. Chiều hôm nay tác thành đức tin vào trong lòng của dân sự Ngài. Con tin lời của Đức Thánh Linh làm mới lại đức tin trong các anh chị em của chúng con, những người nam người nữ được chuộc mua bằng huyết của Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin làm mới đức tin của họ. Xin cho họ thấy giá trị thật của đức tin, để họ yêu quý đức tin hơn bất cứ một điều gì ở trên đất này. Để cho họ thật sự nắm giữ đức tin, cầm giữ đức tin hơn cầm giữ bất cứ điều gì họ đang có. Chúa ơi, hỡi Chúa, khi chúng con có đức tin là chúng con có Ngài trong cuộc đời này. Khi chúng con có đức tin là chúng con có sự an ủi của Ngài trong đời này. Khi chúng con có đức tin là chúng con có sự thăm viếng của đức tin chiều hôm nay. Khi chúng con có đức tin là chúng con có những điều của thiên đàng đụng đến đời sống của chúng con ngay giờ này. Chúa ơi, Chúa xin làm cho những người nam người nữ chiều hôm nay trở thành những anh hùng của đức tin trong gia đình của mình, trong hôn nhân của chính mình, trong công việc làm ăn của họ. Chúa ơi, họ trở nên những người nam người nữ đầy đức tin. Đức tin của họ đủ mạnh, Chúa ơi, để lay động cánh tay vĩ đại của Ngài ngay giờ này, Chúa. Con biết rằng Ngài yêu thương họ, và Ngài cũng cần đức tin của anh em chúng con ngay giờ này, hỡi Chúa. Hallelujah.